Hello mọi người có khỏe không ạ? Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Acare Việt Nam. Và em tên là Ngọc Linh, chuyên viên nghiên cứu và phát triển của công ty. Và nội dung video hôm nay mà em muốn chia sẻ đến với anh chị và các bạn đó là cách điều chỉnh dinh dưỡng và cho ăn để giảm stress nhiệt trên gà. Mọi người cùng theo dõi nhé! Và trong video hôm nay em xin đi qua ba nội dung, đó chính là về stress nhiệt, về điều chỉnh dinh dưỡng khẩu phần và về cách cho ăn để giảm stress nhiệt. Đầu tiên về stress nhiệt thì người ta chia làm ba cái vùng nhiệt độ. Nhiệt độ môi trường thì người ta sẽ chia làm ba vùng nhiệt độ mà có ảnh hưởng đến sức khỏe của gà, đó chính là vùng nhiệt độ trung hòa, vùng nhiệt độ lạnh và vùng nhiệt độ nóng. Thì ở đây em sẽ tập trung nói về vùng nhiệt độ trung hòa và vùng nhiệt độ nóng hơn. Vùng nhiệt độ trung hòa là cái khoảng nhiệt độ mà gà có thể duy trì được nhiệt độ cơ thể bình thường của chúng. Và trong cái vùng nhiệt độ trung hòa này, người ta lại chia thành ba cái vùng nhỏ hơn, đó là vùng nhiệt độ tối ưu, vùng nhiệt độ ấm và vùng nhiệt độ mát. Ở cái vùng nhiệt độ tối ưu này á, và cái vùng nhiệt độ trung hòa này, nó sẽ có hai cái giới hạn của cái vùng này, đó chính là giới hạn nhiệt độ tới hạn trên và nhiệt độ tới hạn dưới. Và một chút nữa em sẽ nói về cái này nhiều hơn. Trong cái vùng nhiệt độ trung hòa thì có chia ra là vùng nhiệt độ tối ưu, vùng nhiệt độ ấm và vùng nhiệt độ mát. Tùy theo cái độ tuổi của gà, tùy theo giống gà, tùy theo hình thức sản xuất, vân vân thì có cái vùng nhiệt độ trung hòa riêng. Và cái vùng nhiệt độ tối ưu này là cái vùng nhiệt độ tốt nhất để cho gà sinh trưởng, phát triển và sản xuất tốt nhất. Ví dụ như nhiệt độ tối ưu cho sự sản xuất thịt của gà thịt đó là 10 đến 22 độ C, trong khi nhiệt độ tối ưu để cho gà mái sản xuất trứng đó là 18 đến 24 độ C, là nó nằm trong cái khoảng này. Nếu như mà nhiệt độ cao hơn cái vùng nhiệt độ tối ưu á, và nó nằm sau cái nhiệt độ tới hạn trên thì nó sẽ là vùng nhiệt độ ấm. Ở trong cái vùng nhiệt độ ấm này thì gà vẫn có thể duy trì được nhiệt độ cơ thể của nó, tuy nhiên cái năng suất của nó không bằng được trong cái vùng nhiệt độ tối ưu. Em lấy ví dụ như vậy, giống như khi mà nhiệt độ môi trường cao khoảng từ 22-24 độ C cho đến 30 độ C thì lúc này là nó nằm trong vùng nhiệt độ ấm. Lúc này gà vẫn duy trì được nhiệt độ cơ thể nhưng mà cái khả năng sản xuất trứng của nó sẽ không bằng lúc gà ở trong vùng nhiệt độ tối ưu. Và lúc này 30 độ C được gọi là nhiệt độ tới hạn trên. Nếu như nhiệt độ vượt qua 30 độ C thì lúc này gà bắt đầu bị stress nhiệt. Khi mà nhiệt độ vượt qua 30 độ C thì lúc này gà nó giảm ăn rồi bắt đầu phải điều chỉnh cơ thể để thải nhiệt nhiều hơn. Và khi nhiệt độ môi trường càng tăng cao, giống như tăng lên khoảng 35-37 độ C thì lúc này nhiệt độ cái khả năng điều nhiệt của cơ thể gà không còn hiệu quả nữa, nên nhiệt độ cơ thể nó tăng lên rất là nhanh. Và khi lên đến 40 độ C hoặc thậm chí là lên đến 47 độ C, lúc này gà có thể tử vong. Và nhiệt độ cao này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của gà. Và khi mà nhiệt độ cao hơn cái vùng nhiệt độ tối ưu của gà, giống như là cao hơn 22 hay là 24 độ C, thì gà phải điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chúng và chúng thải nhiệt ra môi trường bằng các cách như sau. Đó là thông qua sự bức xạ. Gà thải nhiệt thông qua sự bức xạ là do nhờ vào cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể của gà so với không khí ở xung quanh. Lúc này không khí xung quanh có nhiệt độ thấp hơn cái nhiệt độ cơ thể, cho nên là nhiệt độ cơ thể nó sẽ thải ra môi trường xung quanh. Và cái tốc độ thải nhiệt thông qua sự bức xạ sẽ càng bị giảm khi mà nhiệt độ xung quanh, nhiệt độ môi trường càng tăng, bởi vì cái sự chênh lệch nó càng bị giảm lại. Và khi nhiệt độ môi trường lên khoảng 40 độ C thì hầu như gà không thể thải nhiệt được thông qua cái sự bức xạ, không qua sự bức xạ này, bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ không còn nữa. Và cách thứ hai đó là gà thải nhiệt thông qua sự dẫn nhiệt, là bởi vì nhiệt độ có thể truyền được giữa bề mặt này sang bề mặt khác, cho nên là khi nhiệt độ cơ thể tăng thì gà sẽ dựa vào
tìm những cái bề mặt mát hơn để nó ngò, để nó tựa vô, giống như là nó ngồi trên cái ống nước mát hay là nó tựa vô tường. Nhưng mà cái sự thải nhiệt thông qua sự dẫn nhiệt này rất là ít. Và nếu nhiệt độ tăng cao thì hầu như cái sự thải nhiệt thông qua sự dẫn nhiệt nó không còn hiệu quả lắm. Và tiếp theo đó là gà thải nhiệt thông qua sự đối lưu. Đây là sự lưu thông không khí để làm để loại bỏ đi cái lượng nhiệt tỏa ra xung quanh cơ thể gà. Lúc này gà nó sẽ lưu thông không khí bằng cách đập cánh hay là xù lông để mà không khí có thể lưu thông được qua da và phá vỡ đi cái lớp không khí tĩnh mà nóng ở xung quanh cái da gà. Tiếp theo đó là gà thải nhiệt bằng cách bằng sự bốc hơi. Và không giống như con người thì gà nó không có tuyến mồ hôi, cho nên nó sẽ thải nhiệt bằng cách bốc hơi nước, bằng cách là thở, bằng hô hấp. Nó thở rất là nhanh và thở gấp. Cái lúc này tốc độ thở của nó có thể nhanh gấp 10 lần so với bình thường. Và cái việc thở này tiêu tốn năng lượng của gà. Mọi người có biết là để mà bốc hơi 1ml nước thì gà nó phải tốn tới 540 kcal, và cái điều này làm giảm cái năng suất của gà. Và khi nhiệt độ cao mà kết hợp với độ ẩm cao thì lại càng làm trầm trọng hơn thiệt hại đến với sức khỏe của gà. Khi nhiệt độ tăng cao khoảng từ 40 độ C hoặc là khoảng 38-40 độ C thì hầu như gà chỉ có thể thải nhiệt bằng cách thở gấp. Cho nên là nó tốn nhiều năng lượng, và cái việc thở gấp này làm gà mất nhiều CO2, cho nên bị kiềm hóa, mất nhiều CO2 trong máu, bị kiềm hóa hô hấp hay gọi là cái bệnh alkalosis hô hấp. Và sự kiềm hóa hô hấp làm mất cân bằng axit bazơ, làm cho canxi máu giảm, làm cho bicarbonate trong máu giảm, và điều này ảnh hưởng xấu đến chất lượng vỏ trứng của gà đẻ, ảnh hưởng giảm cái tỷ lệ đẻ của gà và ảnh hưởng đến canxi ở trong xương, rồi ảnh hưởng đến sự sản xuất thịt ở gà thịt. Và nhiệt độ và độ ẩm cao làm cho gà mệt mỏi, làm gà giảm hoạt động và ảnh hưởng đến làm giảm cái lượng ăn vào của gà. Bình thường á, thì cái tỷ lệ nước uống vào và thức ăn ăn vào của gà đó là gà ăn 1 kg thức ăn, uống 2 lít nước là bình thường. Nhưng mà trong cái giai đoạn stress nhiệt á, thì gà ăn 1 kg thức ăn và uống tới 5 lít nước, cho nên là cái lượng ăn vào bị giảm rất là nhiều. Vì vậy mà làm thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu hụt cái nguồn dinh dưỡng ăn vào, vì vậy làm giảm năng suất gà, làm tăng tỷ lệ chết, do đó bị giảm lợi nhuận chăn nuôi. Và có nhiều cách, nhiều biện pháp phi, cũng có nhiều biện pháp phi dinh dưỡng để mà có thể giảm tác hại của stress nhiệt. Nhưng mà trong cái video này em sẽ thảo luận và tập trung đến những cái biện pháp dinh dưỡng để mà có thể cải thiện, để mà giảm được stress nhiệt ở trên gà. Thứ nhất là em đi vào điều chỉnh dinh dưỡng khẩu phần. Đầu tiên đó là về năng lượng. Thì em cũng như em vừa nói, cái việc stress nhiệt nó làm cho gà giảm ăn vào, vì vậy mà cái lượng năng lượng ăn vào cũng bị giảm xuống, và con gà cũng phải sử dụng năng lượng để mà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để mà đáp ứng trong giai đoạn stress nhiệt. Vì vậy cái nhu cầu năng lượng nó bị tăng lên. Do đó chúng ta cần phải tăng mật độ năng lượng trong thức ăn để mà bù đắp lại cái lượng năng lượng bị thiếu hụt do thiếu hụt lượng ăn vào, và để bù đắp lại lượng năng lượng đáp ứng cho stress nhiệt. Và chúng ta có thể thực hiện được điều này thông qua việc bổ sung chất béo vào khẩu phần, bổ sung chất béo như bổ sung các dầu vào thức ăn. Cái điều này giúp tăng năng lượng khẩu phần và giảm sản xuất nhiệt, bởi vì cái quá trình tiêu hóa chất béo nó tạo ra ít nhiệt lượng hơn so với quá trình tiêu hóa tinh bột và đạm. Và việc bổ sung chất béo cũng làm giảm bụi thức ăn, giúp cho đường hô hấp của gà khỏe mạnh hơn. Và có một số nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng chất béo làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn trong đường tiêu hóa. Điều này giúp cho gà có thời gian nhiều hơn để mà tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Và thứ hai, chúng ta cũng có thể, anh chị cũng có thể bổ sung sản phẩm creamino vào thức ăn. Đây là sản phẩm cung cấp năng lượng tức thì cho gà, và tức là gà không cần qua cái quá trình chuyển hóa nào hết cũng có thể sử dụng năng lượng tức thì đó. Và cái năng lượng này không sử dụng và không có bị tỏa ra nhiệt, và cái này rất cần thiết cho gà trong giai đoạn stress nhiệt.
Đồng thời, creamino giúp tăng tích lũy cơ, giúp tăng sản xuất trứng, cải thiện được cái sự thiếu hụt, cái sự giảm năng suất trong khi mà gà bị stress nhiệt. Và tiếp theo đó là về protein. Thì cái việc mà protein bị dư thừa trong khẩu phần, nó đi xuống ruột già, nó bị lên men, thì cái lượng nhiệt tạo ra do sự chuyển hóa và bài tiết protein dư thừa là rất đáng kể. Do vậy mà chúng ta nên giảm thiểu protein dư thừa trong thức ăn, và điều này có thể thực hiện bằng cách cân bằng khẩu phần dựa trên tỷ lệ axit amin lý tưởng để đáp ứng được đã mức vừa đủ cái nhu cầu đạm của cơ thể gà một cách vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Tiếp theo đó là đến chất xơ. Thì quá trình lên men chất xơ ở trong ruột cũng tạo ra một lượng nhiệt đáng kể, cho nên chúng ta cũng có thể xem xét đến việc giảm tỷ lệ xơ trong khẩu phần. Nhưng để mà giảm tỷ lệ xơ thì anh chị phải xem xét đến cái việc là độ tuổi của vật nuôi, về lý do tại sao sử dụng chất xơ ở trong khẩu phần và nguyên liệu có sẵn, phải xem xét những việc đó để có thể giảm tỷ lệ xơ trong khẩu phần ăn. Tiếp theo là về vitamin và điện giải. Thì trong quá trình stress nhiệt, gà bị mất nhiều chất điện giải do cái việc đáp ứng với stress nhiệt, cho nên rất cần thiết để cung cấp điện giải và vitamin cho gà, và có thể cung cấp có thể sử dụng các sản phẩm như, các chất như là natri bicarbonate, kali clorua, ammoni clorua hay là natri clorua để mà cung cấp điện giải cho gà. Và ngoài ra có nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng vitamin C giúp giảm được các triệu chứng stress nhiệt thông qua cái việc giảm stress oxy hóa và cải thiện khả năng miễn dịch. Tiếp theo là về phụ gia thức ăn. Thì có nhiều chiết xuất thực vật cũng đã được nghiên cứu rằng là có khả năng giảm tác hại của stress nhiệt bằng cách kháng viêm, chống oxy hóa, rồi tăng cường khả năng miễn dịch. Và mọi người cũng có thể xem xét đến các sản phẩm như là Sancrovit và Biostrong. Ngoài ra thì betain là một cái gốc mà là một cái nguồn cung nhóm methyl, nhưng mà nó cũng được chứng minh là có khả năng điều hòa thẩm thấu khi mà động vật bị mất nước. Và để khắc phục cái hiện tượng kiềm hóa máu do stress nhiệt thì anh chị nên bổ sung axit hữu cơ vào thức ăn hoặc nước uống. Và mọi người có thể và anh chị nên xem xét các sản phẩm như là Somacid Protect Mono. Đây là hỗn hợp axit hữu cơ mạch ngắn và mạch trung bình. Và sản phẩm Eco Butyrate, đây là muối natri của natri với lại axit butyric. Cái việc bổ sung axit hữu cơ vừa giúp khắc phục được hiện tượng kiềm hóa máu mà cũng vừa kháng khuẩn ở trong đường tiêu hóa để tăng sức khỏe được cho gà. Và tiếp theo em xin nói về cách quản lý, cách cho ăn trong để giảm stress nhiệt cho gà. Thì một trong những cách cho ăn mà để giảm stress nhiệt cho gà đó là ngưng cho ăn 4 đến 6 tiếng trước thời điểm nhiệt độ cao trong ngày. Ví dụ như khoảng 1 giờ trưa là cái khoảng thời gian nhiệt độ nóng nhất trong ngày, thì anh chị nên cho gà ăn khoảng 8-9 giờ sáng, rồi ngưng không cho ăn cho đến 1 giờ chiều, và sau đó là khoảng đến 4-5 giờ chiều thì anh chị mới tiếp tục cho ăn lần nữa. Và ở cái thời gian buổi chiều muộn khoảng 4-5 giờ chiều, nếu như mà anh chị cho ăn lúc 8-9 giờ sáng thì khoảng 4-5 giờ chiều là cái thời gian mà nhiệt độ gà tăng cao nhất. Đây không phải là thời gian mà nóng nhất trong ngày, nhưng đây là cái thời gian mà gà tiêu hóa và chuyển hóa các chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên mà nhiệt độ nó tăng cao hơn. Vì vậy mà nên chia thành hai cái bữa lớn trong ngày, đó là 1/3 khẩu phần ăn thì cho ăn vào buổi sáng, và 2/3 khẩu phần thì nên cho ăn vào buổi chiều muộn là khoảng 4-5 giờ chiều, để mà sau đó nữa gà tiêu hóa và hấp thu có tăng nhiệt độ thì lúc đó buổi chiều mát và buổi tối nhiệt độ nó mát mẻ thì cũng không ảnh hưởng, cũng giảm được stress nhiệt cho gà.
Và anh chị và chúng ta cũng có thể xem xét đến việc ăn nhẹ nửa đêm, tức là bổ sung thêm thức ăn vào ban đêm vào cái thời gian mát mẻ cho gà để gà có thêm thời gian ăn để cung cấp được cái thức ăn cho gà. Cái việc ăn nhẹ nửa đêm này không nhất thiết phải cho ăn vào lúc nửa đêm, mà là anh chị cũng có thể xen kẽ, giống như là buổi tối sau 3 tiếng tắt đèn thì anh chị mở đèn thêm 1 đến 2 tiếng để cho gà có thời gian ăn, sau đó lại tắt đèn tiếp để không ảnh hưởng đến cái chương trình chiếu sáng cho gà. Vâng, cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng video này có thể giúp ích được cho anh chị. Và mọi người nhớ like và subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hãy cùng chung tay để đẩy lùi Covid nhé.